Con trai nghịch ngợm bật lửa đốt chiếc ô tô đậu ven đường và lời thanh minh của người mẹ khiến tất cả phẫn nộ. Mới đây, một đoạn clip ghi lại được từ camera an ninh của một ngôi nhà gần đó ghi lại cho thấy một đứa trẻ trong lúc đi qua con đường này đã dùng bật lửa để đốt tấm bạt đang phủ trên chiếc xe ô tô đổ ven đường rồi bỏ chạy. Vì là vật dụng dễ cháy nên tấm bạt nhanh chóng bị lửa lan rộng làm cháy một khoảng lớn bên thân xe. May mắn là khi ngọn lửa đang sắp lan rộng thì một người đàn ông ôm con nhỏ đi ngang qua, phát hiện ra sự việc liền chạy tới tháo gỡ phần bạt đang cháy. Nghe tiếng hô hào, người dân gần đó cũng cầm theo xô nước ra tiếp ứng cho người đàn ông dập lửa, nên vụ hỏa hoạn may mắn được khống chế kịp thời. Tuy nhiên, thay vì con dại cái mang, thì người mẹ sau khi xuất hiện đã dùng lý lẽ và giọng điệu rất đanh thép để bao biện cho hành vi của con mình. Theo đó, người mẹ khẳng định rất nhiều lần do cháu nó còn nhỏ, cháu nó đã biết gì đâu, nhằm thao túng tâm lý những người xung quanh và chối bỏ trách nhiệm. Ai làm đấy chứ? Đây là tôi đang nói về lý nhá, lý về luật. Thì ai làm đấy chị? Bởi vì cháu là người làm bên luật mà. Cháu làm luật đây. Có luật rồi. Vâng, bây giờ tôi nói nhá. Đây, pháp luật thì nó là một đứa trẻ con. Nó không chịu bất cứ một cái gì về pháp luật. Bởi vì nó là đứa trẻ con mà nó chưa hiểu gì. Đến cái đứa người, ví dụ bây giờ cháu phải đến 15 tuổi, hết người. Với cái đứa con 16 tuổi, hết người mà đã khác nhau rồi, ừ. Đúng không? Thế thì bây giờ nó mới là đứa trẻ con. Thì cháu đang nói là đây là giải quyết tình cảm. Còn nếu mà về lý thì bây giờ ai làm người chị, đúng không? Ai làm người chị thì bây giờ đứa trẻ con nó biết gì đâu. Rồi nói chuyện với chủ xe hoặc là xe của nhà này thì nếu như hết bao nhiêu tiền thì đây là gọi là bố mẹ của cái đứa đấy đứng ra có trách nhiệm và chịu trách nhiệm mỗi người một nửa. Đấy là cháu nói ra những cái điều đấy. Thế nhưng sau khi nhận thấy mọi người có vẻ không đồng tình, nên người mẹ tự nhận bản thân là người làm luật, hiểu rõ luật, nên chỉ nhận một phần nào đó trách nhiệm cho sự việc trên. Tuy nhiên không rõ người phụ nữ này có làm bên luật hay không. Nhưng theo điều 586 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định, người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha mẹ, thì cha mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nếu tài sản của cha mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng, thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại điều 599 của bộ luật này. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình. Như vậy, người nào có hành vi xâm phạm tài sản người khác, kể cả đó là trẻ em, mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định nêu trên. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức và phương thức bồi thường. Sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc với hành vi phá hoại của đứa trẻ và phẫn nộ bởi lời giải thích của người mẹ đứa trẻ. Vụ việc cũng là lời nhắc nhở các phụ huynh về cách giáo dục con cái ở nhà. Một số bình luận được mọi người để lại: cháu nó còn nhỏ mà cháu chơi lớn quá. Cháu nó ở nhà ngoan lắm, không bao giờ nghịch ngầm. Chỉ có điều cháu nó đi chơi suốt thôi, không có ở nhà. Lớn hay nhỏ đều là cách dạy con của bố mẹ, ông bà. Đừng bảo nó là nhỏ rồi thoái thác trách nhiệm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.